Hết sức đặc biệt ngày hôm nay thì cũng xin được dành tặng tới toàn thể quý vị những lời ca, những tiếng hát để chúc toàn thể quý vị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, và đặc biệt hơn nữa chúc cho nhân vật chính của chúng ta, vâng ạ, đó chính là ông Hoàng Quốc Đen, sẽ luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ trong cuộc sống. Vâng ạ, và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vang Mãi Bản Tình Ca Điện Biên của sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Cường. Xin mời quý vị cùng lên.
Vâng ạ, xin cảm ơn.